Đây, nó là cái em này đây. Trước khi từ bên bển về thì Ngân cũng ráng lần mò vô 3-4 cái Sephora với lại một cái Ulta mới mua được một em nha mọi người. Bởi vì sao? Cháy út. Bởi vì nó cháy hàng, anh đi 2-3 cái Sephora là bắt đầu hỏi cái nào cũng có đó. Cái tuýp mới ra thì có, nhưng mà riêng cái hũ này á là không có số nào luôn. Còn trong Ulta thì nó không bán, nó kêu là chỉ có cái này là đặc quyền trong Sephora mới có thôi. Thì cũng ráng cố gắng hiểu không? Đẹp như hình nha, nhưng mà xài không biết có mướt như hình không. Nãy dục nghĩ sao dục luôn cái cây cọ của người ta. À, cọ ở Việt Nam thì anh thấy lên đây Việt Nam thì hình như vẫn chưa có nhập về cái em này. Thì để giờ mình test đi. Lý do vì sao mà mua từ bữa đến giờ mà chưa có lôi em nó ra test là bởi vì cái hũ nút này Ngân đang xài cũng là giữ môi, xài muốn hết luôn rồi nè mọi người. Thì sắp hết rồi cho nên mình đó ok bây giờ để Ngân đấy, nó vừa hết mà nó vừa bể nắp nữa mọi người. Tại vì hả, đóng vô trong cái hành lý vali á, nó phang đùng bể luôn cái nắp. Tôi không biết em này có gì đặc biệt không hay là chỉ là cho nó đẹp thôi mọi người, nhưng mà nó đẹp thiệt nha. Đúng rồi đó hả. Ôi, thơm quá vậy ta. Thơm quá. Thơm như kẹo ngọt. Thơm. Như là kẹo dẻo mọi người, như là anh đang kẹo trái cây á. Nhưng mà thôi, giữ môi lên đây từ xưa giờ. Mệt quá. Hàng cay gá lẹ. Từ xưa giờ nó hó khá rồi mọi người. Nói gì bàn cãi luôn á. Nó chỉ là màu mới, kiểu dáng mới và thơm lắm. Không xài hả ta, xài dâu dâu hả ta. À đúng luôn rồi đó, thơm á. Thích cái mùi này nha. Ngân hy vọng Laneige Việt Nam sớm về cái em này để cho mấy bạn mua nha. Mình không biết nó nhập về không thì Ngân không biết nha, nhưng mà thơm thiệt sự. Còn bạn nào bên Mỹ thì mua thử đi. Ngân nghĩ chắc bây giờ nó bớt hot rồi đó, chắc nó cũng có hàng á. Không đến nổi đâu, nhưng mà nó giống như cái kẹo Singom trái cây mà hồi nhỏ mình hay ăn á. Cái mùi nó giống vậy á. Còn mô nè, quá căng, quá mướt, quá bóng rồi, khỏi bàn cãi. Mà cũng chày da chắc vậy lắm mới có được á. Bye, đi ngủ đây.